Dạ, em chào anh ạ. Anh cần em tư vấn gì không ạ? Ai khiến tư vấn? Mà cũng ai khiến mở cửa? Bỏ tên. Tự mở. À. Không khiến tư vấn. À nhá. Thế anh cần em... Tủ chip AMD ở đâu? Dạ, ở bên nhà. Nóng ngá lắm nóng. Con... mấy con chip đấy con nào mạnh nhất nhỉ? 7950X3D anh ạ. Dùng siêu mượt. Thế công năng sử dụng sức mạnh thế nào? Giá cả sao? Con CPU này 16 x 32 luồng, xung bút 5.7GHz là CPU chơi game xịn nhất hiện nay. Giá là 18.599.000 ạ. 18.599.000 cơ á? Mà tao bảo mày không tư vấn mà sao mày nói nhiều thế nhỉ? Hỏi thế mà, có giảm giá được không? Con này nhà em đang có giá bán là 18.599.000. Nhưng mà nếu mà anh deal với máy tính thì em sẽ giảm. Giảm giá thì dành cho người nghèo thôi. Anh cần gì giảm giá? Bỏ qua phần giảm giá. Thế em mời anh ra phía bên này thanh toán. Không khiến thanh toán, không cần thanh toán nhá. Cuộc đời này không cần phải thanh toán. Chào. Ôi anh ơi, sản phẩm nhà em phải thanh toán ạ. Hôm nay nghỉ tí nhỉ.